Cựu Tổng thống Peru, ông Alberto Fujimori mới đây cho biết ông đã được chẩn đoán mắc một khối u lưỡi ác tính. Ông Fujimori, hiện 85 tuổi, giữ chức Tổng thống Peru từ năm 1990 đến năm 2000. Ông mới được ra tù vì lý do nhân đạo hồi tháng 12 năm 2023 sau khi chấp hành 16 năm của bản án tù 25 năm. Ông đã trải qua nhiều lần phẫu thuật vì bệnh ung thư lưỡi và cũng bị u phổi vào năm 2018 cùng các vấn đề về tim mạch. Ông Fujimori đã lãnh đạo Peru trong giai đoạn 1990 đến 2000 và bị vướng vào bê bối tham nhũng khiến ông phải sang Chile. Sau khi bị dẫn độ về nước, ông Fujimori bị kết án 25 năm tù giam với các tội danh tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Năm 2017, Tổng thống Peru khi đó là ông Pedro Pablo Kuczynski đã ký lệnh ân xá cho ông Fujimori. Tòa án sau đó đã hủy lệnh ân xá, buộc ông Fujimori phải trở lại nhà tù vào tháng 10 năm 2018.